mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chuyện anh Ca. Đây là câu chuyện có thật xảy ra cho anh Ca, bệnh nhân của tôi. Anh Khôn Ngô Tuấn Tú khoảng 36 tuổi, làm việc tại ngân hàng, sinh hoạt giàu có, tiền bạc dư xài, rất được gia đình bằng hữu xem trọng. Nhưng anh bị mất ngủ nặng. Tôi quan sát thấy sau lưng anh có một con yêu xà đang quấn chặt mình anh. Khí xà dễ phát hiện, nó đang trộm hút tinh khí của anh. Tôi nhìn bằng linh nhãn nhưng không tiện nói ra với anh, đành âm thầm tìm hiểu việc này. Thực tế trong sinh hoạt, người bị dâm xà gá thân tất nhiên do tư tưởng chứa đầy tình dục dâm uế hoặc có nhiều tà hạnh. Những người có ý nghĩ không thuần khiết thiện lương, lòng đầy dục nhiễm, thông thường nếu đạt đến mức độ nặng thì sẽ chiêu mời các động vật yêu tà, còn gọi là vật thể âm, tìm đến quấy nhiễu, khiến thân họ phát đủ bệnh. Và loại bệnh này tuyệt không có bác sĩ bình thường nào có thể tìm ra. Đa số các danh y chỉ có thể phán xếp loại bệnh này vào nhóm thần kinh như suy nhược thần kinh, trầm uất lo âu, tự kỷ, v.v. Để tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hai chúng tôi đã có cuộc đối thoại như sau. Tôi hỏi, có phải anh luôn khao khát muốn kết hôn? Đúng vậy, nhưng bao lần định tiến tới đều chẳng thành. Không phải đối tượng chẳng vừa ý tôi, mà là do bên nhà gái không chịu. Cũng có mấy lần được bên nữ đồng ý, nhưng sau đó không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị dở tan. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, anh luôn bị chứng mất ngủ, mà hễ ngủ là thường di tinh, có phải vậy không? Vâng, tôi còn có một cảm giác rất lạ, dường như có cái gì đó đang ngăn cản tôi kết hôn. Nhất là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thường mơ thấy có một cô gái đến bên mình, gợi tình, kích dục. Thế là tôi không kềm chế được và bị di tinh. Hôm sau thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng. Bây giờ anh đừng thèm để ý đến chuyện mộng tinh di tinh cùng nữ lang kia nữa, mà trước tiên cần tự kiểm lại mình đã sống tốt hay chưa. Chỉ cần bác sĩ trị lành bệnh thì bảo gì tôi cũng nghe theo. Tôi nói, bây giờ xin anh hãy trả lời trung thực. Có phải anh từng gạt lừa tình cảm một cô gái thời gian đại khái vào lúc anh ở trong quân ngũ? Dạ, quả có chuyện này. Lúc tôi đi lính đóng ở Bành Hồ, làm trong ban truyền tin, do không bận rộn lắm nên hễ đến chủ nhật thì tôi xem phim, dạo chơi. Qua bạn bè giới thiệu, tôi quen một cô gái giao du thân thiết, thường hẹn hò cùng nhau. Ngày nọ, máu nóng trào dâng, dâm tâm khó kềm, tôi liền gạt cô ta, nói rằng anh thực lòng yêu và rất muốn cưới em. Sau đó thì chúng tôi cùng quan hệ xác thịt. Xui xẻo là không bao lâu cô ta mang thai. Nghe cô báo tin, tôi lặng đi một lúc vì bất ngờ. Sau đó thì dục cô ta hãy mau đi phá thai, bởi tôi chỉ nghĩ là mình chơi qua đường cho vui thôi. Nhưng trước đêm tôi quay về, cô ta nói, nội trong 3 tháng mà anh chẳng đến cưới em thì em sẽ tự sát rồi tìm anh. Đến nay thì chớp mắt đã 10 năm trôi qua, tôi cũng vì chuyện này mà lòng luôn thắt thỏm không an. Nhưng tôi chưa bao giờ thố lộ với người nhà vì muốn giữ thể diện cho mình. Trong lòng anh có phải luôn bị câu nói của cô ta ám ảnh? Dù thường ngày dâm niệm hừng thịnh, nhưng do ôm mối lo này nên đành miễn cưỡng khống chế dục vọng. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ngài nhìn thấu tim gan tôi, xin hãy cứu tôi hiện rất thống khổ. Thật ra cô gái đó không có chết, tuy cổ có tự sát nhưng không thành công. Hiện nay cô đã lấy chồng rồi, nhưng nội tâm vẫn còn ôm niềm phẫn hận cực mạnh và không ngừng phóng oán khí tới anh. Tư tưởng này tuy vô hình nhưng vẫn tạo ra lực đả kích mạnh và gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm linh anh. Thêm vào đó, anh lại hoàn toàn không có tâm hối cải, chẳng hề biết ăn năn sám hối, cho nên oán khí của cô luôn bao phủ lên anh không tan. Muốn trị lành bệnh rất đơn giản, anh không cần phải đến tận Bành Hồ để xin lỗi đâu, mà sau khi về nhà, trước tiên anh phải phát tâm sám hối, quỳ trước Phật thổ lộ tất cả những lỗi mình đã làm, không được che giấu bất cứ điều gì. Phải lột cái mặt nạ giả trá hư ngụy ra, nguyện từ đây làm một người tốt, sống thiện lành từ thể chất đến tinh thần. Còn nữa, anh phải phát nguyện dứt ác tu thiện, nghiêm trì giới luật, hành thiện, sống lành, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cô gái và dông thai đã bị phá. Còn nữa, phải in kinh sách giới dâm truyền bá để chuộc lỗi. Chỉ cần anh bền chí tu sửa, bệnh sẽ không thuốc mà lành. Phải biết loại yêu tà rất sợ người hành thiện sám hối. Nếu muốn đuổi trừ loại yêu xà này thì anh cần có công phu, phải giữ giới hành thanh tịnh, ngôn hành băng tuyết, dứt tuyệt mọi xấu ác. Phải thường tụng kinh hồi hướng cho kẻ bị anh xâm hại. Quả thật quán khí 10 năm nay của cô ta rất nguy hại,
không nên xem thường. Đó là anh chỉ mới hại một cô thôi, chứ nếu anh hại nhiều người, ác báo sẽ kinh khủng hơn. Tùy theo phúc đức, thọ mệnh của anh nhiều ít mà trả báo mau hay chậm. Do vậy mà có kẻ hại nhiều người nhưng vẫn chưa thấy trả báo ngay. Còn anh đang yên đang lành, khi không gieo tội khiến phước tổn nghiệp dày. Bây giờ hãy lo sửa đổi, đổi mới, nghiêm túc hoàn thiện mình. Dân, sau khi về nhà tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài dạy. Do anh nuôi dâm tâm rất nặng, thường nghĩ tưởng bậy bạ, nên từ rày phải dứt tuyệt niệm xấu, không được xem các sách truyện, phim ảnh xét hoặc các thứ có nội dung đồi trụy nữa. Anh làm nổi không? Nghe tôi nói thế, mặt và tay anh đỏ lên, anh lộ vẻ kinh sợ, ấp úng nói: Chà, ngay cả việc này mà ngài cũng biết hết. Quả thực tôi thường đóng cửa phòng xem phim đen, nhất định tôi sẽ sửa. Tôi tặng cho anh mấy cuốn sách báo ứng hiện đời và sách tu sửa thân tâm. Sau khi anh về nhà, quả nhiên có sám hối tu tỉnh như lời đã hứa. Mới đầu bị tà yêu phản kháng dữ, cơ hồ khiến anh mất tín tâm. Tôi phải hướng dẫn và không ngừng theo dõi hỗ trợ. Cuối cùng, đạo tâm anh ổn định, tà yêu cũng chịu rời đi. Quán khí che phủ trên thân anh đã mỏng dần, không bao lâu nữa sẽ đạt kết quả tốt. Toa thuốc tôi ra không có gì thần kỳ, chỉ cần người phạm lỗi biết nhận tội, xin sám hối, phát nguyện tu hành, thì tự nhiên nghiệp tiêu đạo tăng, bệnh tan trí sáng, có thể an nhiên mà ngủ. Vậy anh ca phạm tội thế nào mà 10 năm nay mang bệnh khổ, tinh thần suy sụp? Xin giải thích, phá trinh tiết người là bất nghĩa, bội ước dông tình là thất tín, tuyệt tình tuyệt nghĩa là bất nhân, dâm tâm hừng thịnh không biết hối cải là vô sĩ. Thêm một điều nữa là, anh bị quán khí nữ nhân lúc nào cũng công kích trong vô hình, làm anh tinh thần bất an không thể ngủ. Do lỗi bất nghĩa, bất tín, bất nhân, tà tâm túng dục vô sĩ không biết hối cải, nên đã chiêu cảm thêm loại yêu xà dâm uế nặng tìm tới gá thân để hút tinh khí, khiến anh thân tâm đều bị tổn thương. Báo ứng này gọi là hiện thế báo. Xin khuyên thế nhân, ngay cả ý dâm cũng không được nghĩ, phải luôn giữ chánh niệm, nhịn thân khẩu ý thanh khiết, tuyệt đối không được khởi tà tư, phóng túng dâm loạn, đa tình. Báo ứng của anh ca chính là tấm gương nhắc mọi người cảnh giác. Cổ nhân đã mô tả tà tâm như sau: hễ thấy mỹ nữ, bất kể là họ có gia đình hay chưa, thì lòng liền khởi tâm dâm, chỉ hận giai nhân chẳng thuộc về mình. Đây là ma tâm. Ma tâm vốn thiên biến vạn hóa, nhất là người thời nay, tuy đã kết hôn rồi mà vẫn ưa lạm dục, sống phóng túng, có lắm bạn tình, thích ngoại tình, sống thử, quan hệ lung tung. Cảnh yêu lệch lạc như thế này chỗ nào cũng có, tâm đa dục còn gặp thêm phong khí bất lương, cuối cùng khiến người xa lầy trong tình dục chẳng chút kiêng dè. Do tật xấu không sửa đổi nên âm thầm tự chiêu ác báo mà không hay. Nếu muốn giáo dưỡng con cái tốt, có được gia đình hạnh phúc, thì mỗi người cần tu bồi nhân cách, giữ tư tưởng đoan chính, hằng tỉnh giấc, tự khắc chế mình. Ngoại tình, túng dục khiến hai bên đều tổn hại, gia đình đổ nát, chưa kể còn bị tiêu hao phúc, lộc, quyền. Xin hãy cẩn thận. Bác sĩ Hoàng.